Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bắt đầu đi tơ mò nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn lại đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu tím. Để mua kênh đi. Mát nè. Chìm cái nóng chứ. Nó hấp. Cứ mùa trời này làm nhà ngói này bị kiểu thế. Nó còn ướt cả nhà. Nóng ướt nhà. Càng bật quạt nó càng ướt. Nóng gì ghê. Trời này nó thế. Nhà ngói là làm gì. Tiếp theo mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo mình sẽ dùng màu cam.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi tô màu nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh da trời. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu cam. Mình sẽ dùng màu tím. Thank you.
Vậy là mình đã tò mò xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video.